Chào mừng các bạn đến với hành trình vào vũ trụ mở Open Metaverse. Đây không phải là một game. Đây cũng không phải là play to earn. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ có một hoặc là tất cả các nhu cầu sau đây. Thứ nhất là mong muốn được kết nối. Thứ hai là khát khao được chinh phục. Ước mơ được khám phá và sự thôi thúc được tạo ra giá trị. Trong góc nhìn của tôi nghĩ blockchain game là một công cụ rất đắc lực để giúp chúng ta hiện thực hóa cái điều đó. Và thế giới Open Metaverse là một mảnh đất rất là màu mỡ. Tại sao? Tại vì Open Metaverse cho chúng ta digital ownership, đó là thực sự chúng ta có thể sở hữu một cái tài sản được số hóa. Và chúng ta được tự do xây dựng và làm chủ danh tính của mình thông qua decentralized identity. Và tất cả những giá trị chúng ta tạo ra, tất cả những trải nghiệm chúng ta ở trong Metaverse, thì bằng công nghệ blockchain nó luôn được lưu lại. Và từ đó chúng ta xây dựng trên cái nền tảng đó những giá trị tốt hơn và tốt hơn nữa. Metaverse nó sẽ không giống như một mạng xã hội. Bạn có thể tắt nick, xóa nick, hay giống như một game online, bạn có thể nghỉ chơi, đổi server. Và cái ý tưởng rất quan trọng ở đây đó là không phải play to earn. Vì sao? Vì đối với tôi, play to earn đó là một cơ chế cho phép bòn rút giá trị ra khỏi một môi trường hay một tổ chức, một cộng đồng. Đối với tôi thì một xã hội vận hành được, nó phải được dựa trên sự tạo ra giá trị, mọi người phải cùng cống hiến giá trị ở trong đó. Và thế giới mà hôm nay chúng tôi mời các bạn bước vào, đó là một thế giới được xây dựng như một nền kinh tế thực sự, nhưng trên nền tảng blockchain, trên nền tảng Open Metaverse. Và tôi biết có một người thao thức rất là nhiều đêm để cùng phát triển cái thế giới này, và thao thức cũng không ít đêm để chờ ngày hôm nay để giới thiệu cho tất cả mọi người về thế giới Overlake. Tôi xin giới thiệu anh Nguyễn Hoàng Duy, kiến trúc sư trưởng của Overlake. Tôi tin rằng tất cả những người ở trong khán phòng này đều có niềm yêu thích đặc biệt đối với game, và tôi cũng vậy.
Đó là lý do mà mọi người tụ họp ở đây đúng không? Tôi có một điều yêu thích đặc biệt với game. Tôi chơi game từ nhỏ và tôi chơi rất nhiều thể loại game. Nhưng tôi đặc biệt ưa thích đó là thể loại game racing, đó là đua xe. Vào năm 2002, lúc 13 tuổi, tôi được trải nghiệm một tựa game Need for Speed Underground của Electronic Arts. Xin tạm dừng phút. Trong khán phòng này, bạn nào đã từng chơi Need for Speed Underground ạ? Ok bạn ơi, đó là một trải nghiệm phải gọi là choáng ngợp các bạn ạ. Cái cảm giác được tăng tốc bằng nitro, bước phá, vượt đối thủ, những pha rip cháy bánh, và trên hết đó là khả năng độ chế và tinh chỉnh vẻ ngoài của chiếc xe đến từng chi tiết nhỏ. Nó khiến cho một đứa trẻ 13 tuổi như tôi cảm thấy thật sự thú vị. Sau này khi làm việc tại IMBA, với những tiến bộ công nghệ, tôi đề xuất với ban lãnh đạo rằng: các anh, chúng ta hãy nâng tầm trải nghiệm nó lên một tầm cao mới được không? Và các anh ok, tại sao không? Đó là lý do Overlit ra đời. Trước khi tôi nói về Overlit thì tôi xin phép một đôi lời nói về IMBA. Studio IMBA của chúng tôi thành lập vào năm 2015. Hiện tại chúng tôi có 70 nhân sự, đã ra mắt được 10 tựa game và có 20 triệu lượt tải trên toàn thế giới. Chất lượng chính là yếu tố tiên quyết trong các sản phẩm của IMBA Studio, và Overlit là một sản phẩm như vậy. Ngắn gọn, Overlit là một tựa game Metaverse về đua xe, trong đó cho phép bạn thi thố với người chơi khác trong những đường đua rực lửa. Mission của chúng tôi khi tạo ra Overlit đó là một tựa game đua xe độc đáo nhất vì hai yếu tố. Cái thứ nhất, tính năng chế tạo xe, crafting. Chúng tôi tự tin rằng hệ thống tạo xe của chúng tôi có thể tạo ra hàng ngàn tổ hợp xe khác nhau. Bạn sẽ chọn được một chiếc xe phù hợp với mình nhất. Và cái yếu tố thứ hai là customization, tức là các bạn trang trí, các bạn làm cho chiếc xe của mình độc đáo nhất, phù hợp với cá tính của bạn nhất. Đó chỉ là hai yếu tố mang đến cho Overlit sự độc đáo. Vision của chúng tôi với Overlit, chúng tôi muốn biến nó hơn là một tựa game. Nó là một metaverse nơi những người yêu thích xe có một nơi để gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ cái niềm đam mê của mình. Hôm qua tôi đọc được một câu rất hay trong một cuốn sách: mỗi người chúng ta là một cuốn sách. Một câu nghe cũng thâm thúy đó đúng không? Trong thế giới game thì mỗi game, mỗi một trò chơi nó có một thế giới. Vậy thì thế giới trong Overlit là gì? Đó vào năm 2140, tiến bộ công nghệ đã mang đến cho loài người chúng ta một cuộc sống thật sự sung túc. Chúng ta không còn biết đến nạn đói, không còn biết đến bệnh tật, và dĩ nhiên cũng sẽ không còn tình trạng là mang bom hoặc là kéo xe tăng sang đánh nước láng giềng nữa. Không, chúng ta có một cách giải quyết thanh lịch hơn rất nhiều. Đó là đua xe, đó là tốc độ. Và nói đến thanh lịch thì giống như anh Tuấn Hưng vậy. Anh có niềm đam mê rất lớn với âm nhạc, và cũng có một niềm đam mê còn lớn hơn nữa với những bộ sưu tập xe. Trong thế giới Overlit, xe chính là cơ thể của các bạn, tốc độ là linh hồn của các bạn, khát vọng chiến thắng chính là mục đích sống của các bạn. Đây chính là thế giới Overlit. Welcome to the year 2140. Humanity has reached new heights in technology.
all lives on this planet have achieved the peak of living standards, with all disputes and conflicts settled peacefully. War and armed conflict are a thing of the past. Wars are over. A world where technology thrives beyond imagination. A world where automobiles are respected as much as man. And the power of automobiles decides your place in society. All thanks to the Pacifists, a syndicate of global peacekeepers. The Pacifists propose the universal blueprint for settling all bad blood through a progressive competition called the Overleague. New facilities called Gear, Genesis Efficient Armory Repurposed, manufacture parts and technology for cars. The battlefield has shifted to the race, randomly attributed competitive environments. There is only one way to quell hatred and bury the hatchet: race the Overleague. The roar of the engine is your voice. The motor is your power. The ride is your pride. Let them see your skill. Show them your collection. Collect, design, and race to the fullest of your ability. This is Overleague. Cars for the metaverse. Overleague. Tôi rất nóng lòng muốn chia sẻ với các bạn những tính năng sẽ có sắp tới trong tựa game Overleague. Đầu tiên, đó là một trong những tính năng khiến Overleague độc đáo: tính năng chế tạo xe, crafting. Ở những game đua xe khác thì thông thường bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ chọn một chiếc xe và tiến hành đua, đúng không? Ở đây chúng tôi không làm như vậy nhé. Các bạn sẽ tạo ra một chiếc xe của riêng mình và sau đó mới bắt đầu đua. Bạn làm điều đó bằng cách nào? Bằng cách kết hợp 4 bộ phận lại với nhau. Chúng tôi cung cấp cho các bạn đầu xe, đuôi xe, động cơ và bánh xe. 4 bộ phận này kết hợp lại sẽ tạo thành một chiếc xe hoàn chỉnh. Mỗi bộ phận lại có những tuyệt chọn khác nhau, nên số tổ hợp chúng tạo ra là vô cùng lớn. Tin chắc rằng bạn sẽ tìm được cho mình một chiếc xe ưng ý. Và dĩ nhiên thì chúng ta đâu có ráp xe ở nhà, đúng không? Chúng ta sẽ đến gara. Trong thế giới Overleague, xe là cơ thể của bạn, gara chính là nhà của bạn. Nơi đây, bạn sẽ được phép thay đổi các bộ phận của xe, tinh chỉnh nó, nâng cấp nó. Mục đích cuối cùng là gì? Tạo ra một chiếc xe, một chiếc chiến xa mạnh mẽ nhất, có thể giúp bạn chinh phục những cung đường khó nhằn nhất trong thế giới của Overleague. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là tại sao, làm thế nào mà tôi biết được chiếc xe nào là phù hợp với tôi? Có quá nhiều tổ hợp ở đây. Vậy thì tôi xin mời bạn rảo bước vào trong showroom. Hãy chọn cho mình một mẫu xe mà bạn ưng ý nhất. Trong tương lai, showroom sẽ là nơi các collector, các nhà sưu tập trưng bày bộ sưu tập xe của mình, thể hiện đẳng cấp, một vị thế của một collector hàng đầu. Rồi, chúng ta đã có gì nhỉ? Chúng ta đã có một chiếc xe mạnh mẽ, phù hợp với cá tính của mình. Nhưng ông bà ta nói, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Còn trong thế giới Overleague, tốt gỗ, tốt cả nước sơn mới là chân ái. Tôi xin giới thiệu tính năng thứ hai khiến cho Overleague trở thành một tựa game độc đáo. Đó là trang trí xe. Bạn làm điều đó trong workshop. Trong workshop, chúng tôi cung cấp cho các bạn những công cụ để thay đổi vẻ ngoài của xe của mình. Bạn có thể thay đổi màu sắc. Bạn có thể thay đổi đề can, hình dáng của đề can, sắp xếp nó, bố trí nó theo cách mà bạn muốn. Mục tiêu cuối cùng đó là tạo ra một chiếc xe có vẻ ngoài đậm chất riêng bạn nhất, mang cá tính của bạn. Điểm lại từ đầu nè, chúng ta đã có chiếc xe mạnh mẽ, một vẻ ngoài thực chất đúng với cái cá tính của riêng mình. Vậy thì đến lúc chúng ta đưa nó ra đường đua thôi. Trong Overleague, dĩ nhiên chúng tôi có những đường đua tạo sẵn để cho các bạn trải nghiệm. Tuy nhiên, điều gì tuyệt vời hơn nữa, đó là các bạn có thể tạo ra đường đua để cho những người chơi khác cùng trải nghiệm với mình, đúng không? Ở đây ai tự tin mình có thể tạo đường đua cho hàng triệu người chơi nào? Giơ tay lên mọi người ơi.
Ok, cảm ơn bạn. Hãy tưởng tượng xem nhé, bạn tạo một chiếc xe tuyệt đẹp, mạnh mẽ. Bây giờ bạn tạo một đường đua, hàng triệu người khác sẽ trải nghiệm cái đường đua của bạn. Và họ thích nó. Điều đó thật tuyệt đúng không? Tôi tự tin rằng Overlit là game duy nhất tại Việt Nam có đầy đủ cả ba tính năng: thiết kế xe, chế tạo xe và chế tạo đường đua. Cả ba tính năng đó hợp lại trong cùng một sản phẩm duy nhất. Nếu mà như thế giới bình thường thì một thế giới có chiến tranh, quyền lực nằm trong tay kẻ mạnh, kẻ có sử dụng nhiều vũ khí. Còn trong thế giới Overlit, không còn chiến tranh nữa, cũng không còn đói kém bệnh tật. Vậy thì câu hỏi đặt ra là ai là người nắm quyền lực trong thế giới này? Đó là một câu hỏi vô cùng thú vị. Và tôi không thể chờ đợi lâu hơn để chia sẻ với các bạn về những tính năng ưu việt của Overlit. Những người thực sự nắm quyền lực trong thế giới này, đó chính là các bạn. Những người chơi Overlit, những Rovers. Nếu như ở những con game khác, cách duy nhất để bạn bước lên đài vinh quang đó là chiến thắng trên đường đua, với Overlit, các bạn có thể làm nhiều hơn thế. Các bạn sẽ tham gia vào một nền kinh tế mà ở trong thế giới này chúng ta có thể hóa thân thành những vai trò khác nhau. Chúng ta có nhiệm vụ khác nhau. Và chúng ta sẽ tìm ra một cách riêng của mình để tỏa sáng trong thế giới Overlit. Nếu các bạn là một người thích sưu tầm, các bạn có con mắt rất biết là chọn những cái món đồ có giá trị, Overlit là thế giới dành cho bạn. Ở đây, chúng tôi cho phép những nhà sưu tầm có thể tìm kiếm, khám phá và chọn cho mình những bộ phận, những linh kiện nào của chiếc xe nó phù hợp nhất, nó quý và nó mang những cái chỉ số cao. Nhà sưu tầm họ sẽ gom về cái garage của họ. Họ ghép nó lại như bốn bộ phận mà các bạn đã được giới thiệu thành một chiếc xe hoàn chỉnh. Con chiến mã ấy, nó là công sức, nó là tài năng của một nhà sưu tầm. Họ biết chọn những cái món đồ giá trị nhất và ghép lại một cách thông minh, một cách phù hợp để tạo ra một chiếc xe mạnh mẽ, ưu việt. Nếu các bạn là người rất giỏi trong những đường đua thì sao? Overlit cũng là game dành cho bạn. Bạn có thể sẽ không sở hữu một chiếc xe, nhưng khi bạn là một racer, một tay đua, bạn có thể có khả năng ngồi lên chiếc xe mà bạn mượn được từ những nhà sưu tầm, ngồi lên nó, thống trị nó, kiểm soát nó và đua những cái đường cua tốc độ máu lửa trên chiếc xe đó. Bạn sẽ dùng tài năng của mình để vượt qua những đối thủ khác, ôm một con cua rất là ngọt, drift, bốc lửa và vượt qua vạch đích, trở thành nhà vô địch. Vậy còn nếu như bạn có một óc sáng tạo không ngừng nghỉ thì sao? Overlit cũng là thế giới dành cho bạn. Ở đây, chúng tôi cho phép các bạn sử dụng rất nhiều tools, những công cụ để các bạn vẽ lên một đường đua, một mẫu xe của riêng bạn. Sẽ thật là nhàm chán nếu như chúng ta chỉ sử dụng những cái đường đua, những cái maps mặc định của nhà phát hành. Chúng tôi cho các bạn nhiều công cụ hơn để có một ngày bạn có thể nói với người bạn thân của mình rằng: "Hey, tối hôm qua tao mới vẽ được một cái đường đua đỉnh lắm, mày có muốn đua với tao không?" Yes, chúng ta sẽ chinh phục cái đường đua đó cùng với nhau. Và không chỉ dừng lại ở đó, các bạn có thể vẽ nên những bộ cánh cho chiếc xe của mình. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà một nhà sưu tầm nhìn thấy chiếc xe đó mà nói: "Wow, chiếc xe này là của cái người nhà thiết kế đó vẽ nên đúng không? Tôi rất là thích. Tôi thích nhà thiết kế đó, tôi thích cái phong cách họa màu mè của họ, cái đường nét của họ. Tôi sẽ mua chiếc xe đó." Why not? Đó là cách mà cả ba vai trò, cả ba yếu tố trong một game Overlit kết hợp lại với nhau, chúng tạo thành một nền kinh tế bền vững và cùng nhau chia sẻ những giá trị. Các bạn biết không, khi tôi còn nhỏ, tôi cũng được mẹ mua cho mình một chiếc xe. Khi đó, mọi người nói, bạn bè tôi nhìn vào tôi và rất là ngưỡng mộ và nói: "Wow, sao mà bạn may mắn vậy, bạn được mẹ mua cho mình một chiếc xe mới, đẹp, hay là mình đua đi." Nhưng khi đó tôi không dám. Nhưng mà bạn bè nó rủ rê quá, mà tôi cũng rất thích cái chiếc xe đó. Thế là tôi đưa chiếc xe đó cho người bạn thân của mình. Nó đùa xong về tối tôi bị đánh đòn. Và cuối cùng tôi nhận ra một câu tôi nhớ đến bây giờ luôn: xe má mua, đua má đánh. Nhưng mà kể từ lúc mà tôi làm việc với team Overlit đến bây giờ, tôi đã rất tự hào khi có thể giới thiệu cho mẹ của mình
một cái thế giới mà ở đó mình có thể sở hữu một chiếc xe, mình có thể độ nâng cấp nó, mình có thể vẽ vời cho nó, biến cho nó thành chất riêng của mình, như là một cái tài sản của mình. Và lúc này nó không chỉ là xe má mua, đua má đánh, mà tôi có thể đem tiền về cho mẹ. Tất cả những điều đó sẽ được thực hiện như thế nào? Tôi xin giới thiệu với quý vị Genesis Cubic. 40.000 linh kiện được chúng tôi, những nhà kỹ sư gói ghém rất cẩn thận vào 10.000 chiếc Genesis Cubic. Với 100 USDT, mọi người có thể sở hữu nó, đem nó về garage của mình, và vào một ngày đẹp trời chúng ta có hứng, chúng ta sẽ mở nó ra để khám phá xem bên trong nó sẽ là cái linh kiện nào. Các bạn biết không, cái cảm giác mà mở cái hộp Genesis Cubic này ấy, nó rất là thú vị nha. Nó hồi hộp giống như là mình mở một chai rượu vang vậy đó. Bởi vì khi mà mình cầm chai rượu vang trên tay, mình sẽ không biết được cái vị, cái hương mùi chính xác của nó là như thế nào cho đến khi chúng ta mở ra, nhấm nháp và thưởng thức. Genesis Cubic cũng vậy. Nó có 4 cái bộ phận của chiếc xe được sắp xếp một cách ngẫu nhiên. Và trong cái đợt mở bán lần đầu tiên này, như là một món quà tặng cho mọi người, nhà phát hành đã nâng cấp cái tỷ lệ mà các bạn có thể nhận được cái linh kiện hiếm. Chúng tôi có 4 cái mức độ hiếm khác nhau, và trong đợt mở bán lần đầu tiên này, các bạn có thể nhận được những linh kiện huyền thoại. Đây giống như là một cái sự vượt trội, một lời tri ân với những ai đã đến sớm và đã đặt chân vào thế giới Overlick từ những ngày đầu tiên. Đó chưa phải là tất cả. Bên cạnh Genesis Cubic, chúng tôi có một marketplace, nơi mà mọi người có thể tìm kiếm những cái linh kiện đúng theo cái nhu cầu của mình, so sánh, săn tón, và các bạn có thể mua bán, trao đổi những cái linh kiện đó. Đây cũng là một thành tố sẽ tạo nên cái nền kinh tế trong Overlick, và sẽ là nơi mà những nhà sưu tầm thể hiện cái tài năng của mình. Chúng ta không chỉ thể hiện cái kỹ năng trên đường đua, chúng ta có thể vẽ, đúng không? Vẽ ra những cái skin xe, và đó là cách chúng ta tạo giá trị. Đây sẽ là sân chơi cho những nhà sưu tầm. Với tất cả những gì chúng tôi giới thiệu, liệu các bạn có tự hỏi điều gì đang chờ đợi ở phía trước? Trong tương lai, Overlick sẽ giới thiệu những tính năng nào? Hãy cùng đến với phần tiếp theo nhé. Tất cả những tính năng và cũng như kế hoạch ra mắt sản phẩm của Overlick được chúng tôi cân nhắc rất kỹ lưỡng, dựa trên việc nâng cao nhất trải nghiệm của người chơi và làm sao để mang được những thành phần của nền kinh tế đến cho tất cả cộng đồng, không chỉ là người chơi mà còn là người xem. Ngay sau khi Genesis Cubic The Unlock được mở ra, thì thành phần đầu tiên, nhân tố đầu tiên, các collector đã có thể tham gia vào nền kinh tế, tạo ra giá trị bằng cách sưu tầm và dùng đầu óc, tư duy, chiến thuật của mình kiến tạo ra những mẫu xe mới, độc nhất, mạnh nhất, nhanh nhất, tùy theo tư duy chiến lược của họ. Ngoài ra, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tính năng workshop để cho các designer có thể ngay lập tức vào cuộc với collector, để những chiếc xe không chỉ là nhanh nhất, mạnh nhất, mà còn là những chiếc xe đẹp nhất, chất nhất. Bằng việc cung cấp chất xám, óc thẩm mỹ, óc sáng tạo, thì designer và collector sẽ nhận được giá trị từ những người muốn sở hữu những chiếc xe, những tạo tác này. Và vì sao họ muốn sở hữu? Đó là vì tính năng PVP sẽ được ra mắt trong quý 3. Thông qua tính năng PVP thì mọi người có thể, những người mà những player họ có cái motion skill, những cái kỹ năng phản xạ và đam mê tốc độ, họ sẽ có thể mua hoặc là thuê những chiếc xe này để tham gia vào những tournament, những giải đấu, để tham gia vào việc giành chiến thắng và khẳng định vị thế của mình, giành những giải thưởng đối với những người chơi khác. Và đến cuối cùng, thành tố cực kỳ quan trọng, đó là organizer, những người họ tạo ra các tournament, và thông qua
tính năng editable map. Họ phải là người tạo ra những đường đua. Họ phải cân nhắc rất chuẩn xác. Họ phải rất am hiểu người xem, am hiểu những tay đua và am hiểu cả thị trường, những cái linh kiện của xe và cũng như những xe đang tồn tại. Có thể họ làm ra một đường đua rất dễ để có đông người tham gia nhưng sẽ kém phần kịch tính. Và nếu như họ làm một đường đua rất phức tạp, rất khó để tăng sự hào hứng cho người xem thì lại rất kén người đua. Đó là nơi họ tạo ra giá trị bằng cách là cân bằng, bằng cách rất hiểu những người chơi khác. Và xa hơn nữa, Overleak đối với chúng tôi là một mảnh ghép đầu tiên, là gateway, là cánh cửa mở ra đến với Open Metaverse, nơi mà xe không chỉ gói gọn trong những cuộc đua mà nó trở thành tài sản, trở thành cá tính, trở thành danh tính mà người chơi đã xây dựng. Và từ đó chúng ta sẽ mang đi đến những không gian khác, có thể là những mạng xã hội trên Metaverse, có thể là những game khác, có thể hangout cùng với bạn bè trong chiếc xe của mình thông qua những nền tảng giao tiếp khác. Đó là đích đến của hành trình Overleak mà chúng tôi đang ngày đêm làm việc để tạo ra. Tôi là Chí Phạm, CEO, founder của Quy Đà. Hôm nay tôi rất tự hào được thay mặt cho tất cả đội ngũ của Overleak, những người đã tạo ra thế giới này, chính thức tuyên bố sự ra mắt của thế giới Overleak, và xin mời các bạn, những người đầu tiên đặt chân vào thế giới này.